thèm thôi hả? Không đi, đang ăn hồng thưa hả? Đang ăn chụp bông chưa? Rồi. Đang ăn chưa? Chưa đang ăn lợn xài hát cà rốt kê chưa? Tụng quá bạn. Dạ. Tụng quá bạn, tụng quá bạn. Bắt đi xả. Dạ, vậy được rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.